xin chào cô. Mời chào cô. Con chào chú Hiền Linh, chào chị Đinh Lộc. Em dạ. Có quà dưới quê. Quà quê. Cảm ơn chị. Cây nhà lá vườn, ăn lấy thảo. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Ăn tiêu cho vui. Trời ơi, ăn đi. Quyền Lên ơi, không biết có cử kiên gì không Quyền Lên? Dạ không, không có cô ơi. Trời ơi, có là mừng rồi, cử kiên gì. Này bánh tét hả cô hả? Bánh tét. Này là bánh 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 uống. Bánh uống. À. Ủa là cô mới. Thêm lớn tuổi nhau thêm ha. Dạ thôi cho thêm. Cảm ơn cô nha, cảm ơn. Dạ cảm ơn chị. Dù cất cho chú nha. Dạ. Đừng có lấy người ta lại nữa nha. Rồi dạ. Chương trình mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng chào đón mẹ chồng nàng dâu đến từ Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bóng mây khuất nơi bóng núi, con chim nhạn hát điệu tình quê. Đã quá, cái Kiên Giang đẹp quá. À, hôm nay hai mẹ con cũng đẹp nữa. Cô á, dạ, tướng xấu muốn chết luôn. Mà con dâu nó đăng ký, nó nói mặc áo bà ba, đâu có đồ con. Chưa hôm qua mới đi mua vải về, ở gần đó có người thợ may, mới kêu người ta may mà kệ con ơi, xấu đẹp bận tí đi, lỡ dấu đăng ký rồi. Đẹp mà cô, đẹp mà. Khi nào Lê Lộc mặt mới không đẹp, khi nào Lê Lộc mặt mới không đẹp. Lê Lộc mặt đẹp. Cô với Kiên Giang làm gì cô? Nhà cô nhà nông, mà tiêu đó của cô đó, chồng hồi đó nhiều lắm luôn. Trời ơi, mười mấy công bây giờ chết trần. Thứ tội không? Thấy tội không? Chết hết trơn luôn chú. Rồi cái giờ cuốc đất lại trồng sầu riêng này. À, để tiêu này mua chứ không phải trồng không, đúng không? Không, của nhà hái được. Còn mới ít nữa đúng không? À, vậy hả cô? Mỗi lần hái nhiều dữ lắm, năm nào cũng mấy tấn. Bây giờ mình trồng sầu riêng hả? Trồng sầu riêng. Sầu riêng mà chưa có trái nha, để hẹn có dịp khác có cái gì kêu chị lên nha. Mấy mẫu? Là chị tặng sầu riêng. Tầm mấy mẫu? 12 công đó mà không biết mấy mẫu, 12 công tầm lớn. Mẫu mấy chừng nào, mấy tháng mới có? Không, chưa đâu, mới trồng nữa. Mới trồng hả cô? Vậy chờ mấy năm nữa mời chương trình khác. Vậy gán nha, chừng nào có chương trình nữa là kêu chị nha. Dạ. Nói chung là mấy năm nữa mà có trái đúng không? Bây giờ vậy đi, không biết năm nữa năm gì, yêu cầu chị có lên đài truyền hình nữa, chị mua chị tặng chú, chị không thèm có luôn. Có vậy mai lên nữa. Mai lên bây giờ chương trình vậy. Hả? Chương trình vậy vợ mai lên. Vợ chồng son. Vậy chứ. Không, vợ chồng son bây giờ nha. Chừng nào có vợ chồng son kêu hai chồng nó nghe. Hai chồng mới không rồi, hai vợ chồng chị luôn. Ừ, không hấp có. Hấp hôn. Ừ, rồi chị lên. Chị nhà không có, chị mua chị tặng cho vui chơi. Không. Thiệt luôn. Chị tặng hai người luôn. Dạ. Mày gái. Thì muốn nhiều mua nhiều đó. Càng nhiều càng tốt. Mất thúng. Thúng luôn á. Ừ, trời ơi, quá không, nói thiệt luôn. Quài luôn. Nhớ nghe, mua anh là không được nha. Được mà. Mời vợ chồng son nó đi rồi chị lên nữa. Đúng rồi. Không, mai mốt còn con dâu nào nữa không? Không, hai con bạn con kia. Chị hai, mẹ con chị hai mà. Không, con kia nó ở xa lắm, đâu đâu cái gì. Nó có con dâu. Không phải phè, có dầu Hàn Quốc nữa. Hàn Quốc nữa. Không, người Việt à nghe. Người ta đi lao động mà nghe. Không phải, người ta cứ là Hàn Quốc đó. Mai mua vé cho về để tham gia chương trình luôn. Mai mốt hai bà tham gia chương trình luôn. Tình trăm năm rồi đó cô, tình hay lắm năm. Vậy hả? Dạ. Nhớ, về chuẩn bị sầu riêng lên nha. Không. À, nói chung là cái mùi gì thì chị tặng cái nấy nha. Nãy mới nói sầu riêng. Nói sầu riêng. Nhiều khi không phải mùi sầu riêng mà chị kiếm ở đâu. Rồi rủ mùi nhãn có chút xíu. Chút xíu cũng làm thúng luôn. Cái gì cũng thúng hết. Gì cũng thúng ha. Ừ. Mùi lúa cũng thúng luôn. Tự thúng nhỏ tì nha. Nhiều khi cái thúng mày lớn không chừng nha. Dạ. Ừ, chứ không phải cái thúng nhà bà nha. Trời ơi, ở nhà chắc mẹ vui lắm chị hả? Dạ, nói chuyện vui chắc chị đó, chị tiếu tính không nhau. Mẹ chồng, con dâu cười tươi hết. Dạ. Con dâu làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, con làm dâu của mẹ được 3 năm rồi chú. 3 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà mình gặp cô dâu này á, mình thấy ấn tượng điều gì không? Con trai mình á, tốt nghiệp 12 cái dẫn về cũng đông nha. Mười mấy đứa mà nó không giới thiệu bạn gái. Cái đâu có biết là con dâu cũng như mình cũng nhìn giấu đó. Ừ, thì nó giấu luôn, nó cũng như nó còn nhỏ quá, nó chưa dám nói. Mấy bạn cùng nhau về đó là dạ. Là mình đã quen anh chưa chị? À, dạ em quen rồi chị. Tại vì vợ chồng em á là quen biết nhau hồi phổ thông lớp 10. Nhưng mà làm chung á. Dạ, nhưng mà tới khi lớp 12 thì mới chính thức quen. À. Dạ. Thì quen tới quen cuối là luôn. Yêu quá đúng không? Dạ yêu, dạ. Yêu nhưng mà yêu. Chồng con cũng không giới thiệu cho mẹ nên là qua nhà chú lúc mà tốt nghiệp á chú. À. Là qua nhà. Là cái đó lần đầu tiên mình gặp mẹ chồng tương lai luôn. Dạ gặp luôn. Nhưng mà luôn. Cũng như học sinh nó về cũng có lợi chơi. Mẹ chồng con cũng tiếp mẹ nấu ăn á.
Tại vì cô chưa biết nhưng nhỏ anh đã biết rồi. Nó biết rồi, nó đi với mình rồi. Mình có gì đâu biết khó, nhưng mình cũng hơi ấn tượng nó nha con. Tại vì nó cũng hơi theo mình nhận xét, mình thấy nó cũng trội hơn trong cái đám không? Nó làm nhiều hơn hơn đúng không? Nhiều hơn luôn. Mấy đứa kia không có làm mình, nó làm nó đúng làm, không? Nó ngồi nó uống nước rồi chơi nhỏ thì đưa vô biết. Cái mình cũng để ý nó nghe, nhưng để ý mà mình nó làm quá cũng hơi chắc chắn nó rồi. Nhưng mà lúc đó chị có ấn tượng gì mẹ chồng tương lai không? Dạ có chị, em nhìn nó thấy mẹ thấy thương rất là vô rồi tiếp mẹ nấu ăn nữa chị. Thấy mẹ nói chuyện cũng rất là vui vẻ, rất là hòa đồng, nên là cũng để ý thấy thích mẹ rồi. Cũng hơi ấn tượng, thấy nó cũng vô bếp đồ. Rồi thôi bỏ qua, thời gian bỏ qua không nói tới. Cái cỡ khoảng 3-4 năm sau nghe, chị bệnh quá trời nhiều đi. Ông xã với mình không có ai. Cái mấy nằm bệnh cái thằng trai còn đang học trên Vĩnh Long nghe. Nó đi học đại học, thì nó điện về nó kêu con dâu này, mà lúc đó chưa có lại gì với mình chân. Dạ. Mình chỉ lại có một lần đó thôi chứ đâu có ấn tượng gì nữa đâu. Vậy mà nó nuôi quá trời nuôi luôn. Mày nuôi hả? Nuôi luôn, nói chung là phục vụ người bệnh luôn. Tại vì ổng về chiều ấm mắt gì đang giữ nhà. Nuôi mấy tháng? Không tới mấy tháng đâu. Ba tuần là cũng dữ luôn vậy. Cái dữ luôn. Quá rồi dữ. Cái ấn tượng là thương rồi hen. Trời ơi, bữa đó nó lại cái nằm chùm mền lại, chùm mền nghiêng vô trong vậy nè. Xúc động là mình tủi thân mình luôn. Tủi là không ai nuôi mà cái người này là quá lạ luôn. Đúng mà lại nuôi. Cái thằng trai nó học tốt nghiệp ra trường nghe, cái bắt đầu tính cho đi du học. Tính luôn rồi học tiếng rồi xong đi bên Hàn Quốc. Tại vì nó có một thằng anh ở bển á. Cái học rồi xong nó trơn thi rồi. Cái thằng anh nó đi về đi. Thôi má ơi, bây giờ cưới con nhỏ này đi. Chứ bây giờ lúc mình bệnh rồi mà nó nuôi nó chăm sóc vậy, lỡ nó bây giờ cái thằng này nó đi nữa rồi ở nhà mình, con nhỏ này nó có chồng mất tiêu, sao mình cưới? Rồi ai nuôi mình? Uổng luôn. Cái thằng ra nó gì nó kêu vậy cưới hết đi luôn. Rồi từ lúc mà cái ngày về đó mấy năm thì cưới? Dạ con quen tới, hai chồng con quen tới 7 năm. 7 năm sau rồi mới cưới. Tới chồng con học xong rồi mới cưới. Lúc mà con vô chăm mẹ chồng đó. Dạ. Lúc đó chưa biết mẹ chồng mình tự nhiên vô chăm chứ vậy. Rủ không có. Con trai nó không lấy mình rồi. Thằng con nó điện gì nó kêu gì đi nuôi giùm, bị nó bệnh, chắc là nó bị điện. Đúng không? Nhờ, chắc nhờ quá chứ đương không nó đâu hay bệnh đâu. Cái lúc mà chị chăm cô đó. Dạ. Sao chị không nói luôn, nói nhỏ luôn à, hai con đang quen nhau này kia, chị có nói không? Không, con ơi, không có nói đâu, nhưng lúc đó mình nhận xét mình biết rồi. Người dân ai lại gì mình phải nhận xét mình người lớn chứ. Gì có tình ý gì vậy đúng không? Người dân một ngày người mẹ cũng biết chị nữa. Lúc đó là mẹ chắc biết rồi. Biết nhưng mà sao mình không nói? Thôi để cho chồng mình nói đâu. Chị dù lúc mẹ chồng một kêu bằng gì? Con kêu bằng bác hai luôn, tới gần cưới mấy bằng kêu bằng mẹ được à. Gần cưới rồi bệnh một trận nữa, bệnh dữ lắm luôn. Hoài nữa vậy? Trời ơi, bệnh quá trời, bệnh té. Trời ơi, cái nhân quà, cái cũng như nó thuốc thang đồ nó đem lại. Cái nói thôi con ơi, thôi bây giờ mẹ thương rồi, gần cưới rồi, thôi con kêu bằng mẹ đi. Kêu bằng bác hai xa lạ quá, lợi hoài mà kêu bằng bác hai kỳ quá trời kỳ đi. Kêu bằng mẹ không? Kêu, nó nói mẹ cho phép thì con mới dám kêu. Ừ, nó nói câu gì đó. Cưới là kêu rồi đúng không? Kêu rồi, kêu trước vài tháng rồi. Bây giờ mới quan trọng nè, sau khi về làm dâu nè, con có vui vẻ y chang như lúc chăm sóc mẹ chồng không? Có gặp khúc mắc gì không? Thấy con hợp với mẹ cái gì không? Dạ, về nói chung là về làm dâu mẹ nó mọi thứ nó diễn ra đều hợp. Nó hai mẹ con rất là hợp ý nhau á chú. Nên là mọi chuyện nó dễ dàng lắm chú. Dạ. Rồi mẹ thì mẹ rất là dễ với con. La thì ví dụ như là la qua rồi mẹ bỏ nè. Mẹ không sao? Ví dụ như con làm nấu ăn hay là con làm gì sai đó chú, thì mẹ chỉ nhắc là cái này con phải làm gì nè, thì con làm theo mẹ thì mẹ bỏ qua luôn à. Nói nhỏ nhẹ mà nói làm gì ghê vậy. Không đâu, ví dụ cái lúc nào mà xíu, dạ con ơi cũng như cái này hơi mặn hơi lạc vậy đó. Dạ. Cô nói như bình thường vậy nè. Dạ. hơi lạc con ơi, thêm tí muối à, tí nước mắm gì đó. Dạ. Ừ, bình thường vậy thôi à. Mình có phát hiện ra điều gì mà không hợp với con dâu mình không? Hợp luôn mà có cái tật nó. Sao nó hay quên quá trời luôn. Nó mặn cái gì nó cũng quên chứ. Sao vậy cô? Ví dụ đi cô. Ví dụ như đặt ví dụ nó gạt sân lấy kéo nó cắt gì ngoài. Cái chịu chạy vô. Mẹ ơi cái kéo đây đâu rồi. Kéo bị để bếp đặng mình mần con chịu mình cắt này kia. Trời ơi mẹ đâu biết. Không biết con có bỏ đâu. Mẹ ơi ra gạt thấy người thân á. Rồi thôi cũng không có la mình cắt chứ mình cắt à. Trời ơi tật ngủ chưa. Chị hả? Để kể cái vụ mà chị đi chợ. Hai chồng chị sáng bữa nào cũng hen ở gần đó, cỡ khoảng cây số là có cái quán nha. Dạ. Quán với có cái như chợ chợ cốc đi, chợ nhỏ đi. Sáng hai chồng là
không biết làm sao, sáng là phải ăn sáng đi uống phê rồi mới về nghe. Hạnh phúc vậy hả? Ừ, nông dân vậy chứ hai chồng là đi rồi. Sáng ông chở ôm ra chợ. Chở ôm ra chợ. Rồi cái đậu xe đó bắt đầu uống phê rồi ăn cháo ăn bún. Dạ. Ăn cháo ăn bún rồi về cái mua cho hai đứa hai bọc. Còn mua thiết thì nó ăn ngán là mẹ đừng mua nữa. Vậy chứ con ăn gì? Nó là nhiều khi con ăn không ấy mẹ mua bánh mì không có sâu gì đi. Vậy chứ mình ăn bún cháo mình mua cho nó sôi bắp sao? Mình cũng mua vậy nữa. Cái nó là đừng mua nữa, con ngán rồi mua khác đi. Rồi về nha. Bằng công chuyện xong chân nhiều khi giặt quần áo mà giặt bằng máy. Giặt rồi phơi đồ lên đàng hoàng chân chưa thích. Giặt đồ con dâu luôn. Trời ơi tàn diện luôn, trời ơi tàn diện luôn, hỏi nó coi. Tàn diện luôn hả? Tàn diện luôn, giặt hết trời trơn luôn, quần áo gì cũng giặt hết thương. Trơn. Phơi luôn. Mẹ ơi, mẹ gì đó hả? Mẹ cái chạy dùm dùm. Mẹ phơi ngáo rồi, phơi rồi trơn con ơi. Giặt hết quần áo con luôn. Giặt hết luôn. Mà giặt nó giặt mà. Mà điều mình phơi thôi. Ủa, cô phơi thôi. Phơi thôi. Phơi thôi. Nãy giờ tưởng ngồi cô không, 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 ngồi giặt thử đâu. Có cái bữa đó, có bữa cúp điện, đồ nhiều quá. Mỹ ơi, mà nay nó giặt như con. Mà nay nó giặt chứ bây giờ. Cái đó là không, mẹ để đó ngồi con giặt. Có bao giờ con giặt đồ cho mẹ chồng không? Lúc mà con nuôi bệnh đó chú. Dạ. Có gì vui kể hoài. Dạ. Chứ về nhà là có máy giặt rồi chú. Tức là sáng giặt vũ quần áo cho nó nè. Giặt chứ chưa có giặt, mình bỏ vô đó. Coi như giặt thì phơi cho nè. Phơi luôn. Nấu nấu cho nó ăn luôn. Ừ. Rồi đi chợ mua xôi, mua bắp gì cho con dâu. Gì cho con dâu ăn luôn. Rồi dâu ra rửa mặt cái kìa ăn đi con, kìa ăn. Không, hai chồng con dâu cho toàn bộ luôn đi. Hai chồng lên bàn kia ngồi ăn nè. Mà ăn mà mình vui vẻ nghe, mình chạy dòm ăn được không con? Có gấp cho con dâu luôn không? Không, không gấp. Không gấp mà dòm. Con ơi ăn được không? Cái này cũng như mình vừa ý vừa miệng nó không vậy đó. Mà cái đồ đó đồ mình mua. Dạ. Mẹ con lo toàn do cho con. Trời ơi toàn do luôn. Mẹ con rất là chu đáo. Nhưng mà vậy cô giống như là con thấy cô hơi giống như là ví dụ mà chị có làm cái gì đó mà cô không vừa lòng thì cô có nói không cô? Wow. Sao mà thấy cái gì cũng vừa ý hết trơn. Đặt ví dụ như thì nó nấu đó con. Dạ. Cũng như hơi mặn hay là hơi lạt thì nó kêu mình nếm nha. Thôi con nấu tí đi rồi mẹ ăn tí. Nó là không, nó kêu lại à. Cứ nếm thử con vừa ăn chưa. Mà cô thấy vừa ăn không? Có khi cũng mặn thấy mẹ chứ vừa ăn vậy. Mà nói là như cái đặt nó nấu hơi mặn. Trời ơi đâu mà vừa ăn, nấu sao bằng cô. Cái đó cô nói thiệt, nấu nó nấu bằng cô. Kinh nghiệm. Mà bởi vậy nhiều khi á nó nấu nó ít nấu hơn cô, như nấu 10 lần đi nó chưa được 2 lần nữa cô là 8 lần rồi. Vậy đó hả? Cái thời gian ngủ không đây nè rồi sao nấu, cái thời gian ngủ không đây nè rồi sao nấu. Thấy chưa, nếu mà gặp mày rồi chịu chưa chịu chứ rồi con nấu. Dạ. Chưa chịu thì bấm điện thoại con. Dạ. Thôi con ở trên đi, con mặn gì mặn đi, mẹ dưới này mẹ nấu. Dạ. Nấu hộ con. Mẹ ơi Phú ơi xuống cơm con. Cái tè tè xuống. Không mà xuống ăn cơm rồi rửa chén nghe. Dạ. Chứ cô có rửa cô gớt lên cái chén là nó la dữ lắm. À. Mẹ để con rửa. Vậy cho nấu sẵn cho ăn giờ đậu rửa gì nữa. Đúng rồi. Để mẹ chồng rửa thôi, để mẹ chồng làm dâu luôn cho rồi luôn. Không, không, như làm dâu luôn đó. Cái đó mình nói thiệt. Dạ. Mình mang tàn nghiện trơn rồi. Mai mốt đẻ con coi chuyện dâu mình nữa. Mà kể chăm vậy đi, chăm cho đẻ con dâu mình. Vậy là đặt lại là mẹ chồng đi làm dâu. Mẹ chồng đi làm dâu. Đúng không? Làm tàn diện luôn mà. Tàn diện luôn. Trời ơi thấy thương không? Con hạnh phúc lắm mới gặp mẹ chồng. Dạ. Vậy luôn á. Có khi nào nó mượn tiền quên trả. Nó không mượn tiền đâu. Nói nhỏ nó mần hơi có tiền nữa. Hồi thời mới cưới về thì cho tiền nha. Bây giờ không có cho tiền nữa. Tiêu chết chân tiền đâu cho. Tiêu chết chân tiền đâu cho. Rồi bây giờ cái nó mần có tiền. Nó mua đồ dữ lắm. Dạ. Mình nói nào ngay đi, nó mua đồ dữ lắm. Giờ tiêu chết chân không còn chân. Bây giờ sửa sẵn đất lại chồng từ đi đó. Dạ. Tiền đâu cho. Hồi đó tiền dữ lắm tiền à. Cái đó nói thiệt. Vậy nhưng mà cái trăm ngàn một ký, trong ngoài ngàn ký mà mấy tấm tiêu. Trời ơi. Dữ lắm. Nhưng mà hồi đó là cô mua, là cô mua cái gì cho chị? Mua gì? Mua quà đó, hồi nãy cô nói mua dữ lắm là mua gì? Hồi tiêu, đó. Tặng tiêu rồi đó. Không phải, hồi đó cho tiền. Cũng như nó mặn, hồi còn trẻ đó, nó mặn. Dạ. Mấy năm trước á. Dạ. Cho tiền. Mặn chưa tiêu. Có tiền cho ha. Cho chồng đó rồi. À. Rồi cho chồng nó chứ ít có chồng cầm cho nó lắm. Rồi hai chồng xài lạnh làm. Tại vì khoảng hơn một năm trước nó cũng không có ở chung trong nhà luôn. Dạ. Nó ở ngoài chợ á, nó bán đồ online. À. Với trước đó nó cũng làm cái gì xì ba hả mày? Dạ. Xì ba nữa. Ba. Ừ. Rồi thành ba ra là nó làm
trang điểm gì đó, gì đó mày. Là dạ mắt sao mà trông thấp da. Đáng tiếc. Cô giờ nó có vô trang điểm cho ngày chồng không? Không, không chịu. Bữa nay là mới lần đầu tiên lại đây là ta gán làm thôi. Tại vì mắt chị cũng hư nè. Trời ơi chị xấu quá trời, chị không có không chịu trang điểm đâu. Rồi cái chị quê chị không có chịu. Không có ai thấy hết luôn á. Con nghe nói là về mẹ chồng nàng dâu khó dữ lắm, không biết. Không không ơi, thời bỏ trước á. Thời trước chứ thời giờ không có đâu. Sao dạ không có gì cô? Sao mà không biết nữa. Khó hồi đó ăn. Cô trẻ ha, thời trẻ ha là hơi khó hơn bây giờ nghe. Rồi cái bây giờ sao mình cưng mình thương, mình không có suy nghĩ tới vụ khó với dâu đâu. Hay là mình hợp quá mình không khó mình cũng không biết nữa. Như bạn bè vậy ha. Như bạn bè cái diễn tâm thượng nói nó biết sao không? Nó ba với mẹ nó ly thân ly dị. Rồi nó lúc nó còn nhỏ xíu à. Rồi về gia đình mình thì nó hơi hạnh phúc hơn. Mình nói thiệt, về mình thương nó không hết nữa. Dạ. Nó đâu có cha, cha ở riêng chứ không phải là không có cha. Rồi thành ra thương nó cưng luôn. Đặt ví dụ như lạ lạ rồi mình cũng đâu có thương về được, nhưng mình không hợp hợp. Cha chồng có thương không? Dạ thương, ba rất là hiền luôn. Dạ luôn. Nhưng mà nói chung là có phước luôn. Nãy giờ em để ý nha, thấy hai mẹ con đeo cái cặp ngọc trai ha. Dạ. Chà không biết là chị tặng mẹ hay là mẹ tặng chị ha. Không chị. À dạ. Cái này dạ hai mẹ con tìm hiểu kiếm đeo cho lên truyền hình cho đẹp nó chứ cô có kiếm đâu. À mẹ ơi đừng có đeo vàng đeo gì hết trơn á. Dạ xấu lắm, đeo cái này vô cho nó vui cho nó sáng. Con mua cho mẹ đó hả? Dạ. Mình có thường xuyên tặng quà cho mẹ chồng không? Dạ có chú. Con thường về á thì con hay mua quà con tặng mẹ nè. Với lại cái đợt đầu tiên mà con về làm dâu mẹ chú thì sau 3 tháng thôi thì tới sinh nhật của ba. Nhưng mà đặc biệt đó là con biết sinh nhật của ba nhưng mà chồng con nói á là mẹ thì không có sinh nhật. Tại vì lúc đó mà mẹ sinh má của chị á là chết hồi nhỏ xíu à. Chị đâu biết ngày nào đâu mà sinh nhật. Cái nó mà sinh nhật. Mẹ ơi, bữa nay con làm sinh nhật cho mẹ ăn, mua cái bánh kem với mua cái lẩu về nấu trong nhà ăn, ăn cái sinh nhật tặng quà, quà cái con giờ không biết mua gì cho mẹ. Con tặng tiền cho mẹ đi cho mẹ vui, tặng mẹ đi mua mua đồ ăn với uống phê. Nói vậy cho không có tặng quà nghe. Cái vậy cái ăn sinh nhật thôi mình xúc động nghe, mình xúc động muốn khóc. Mấy năm nay hoài nó làm sinh nhật hoài luôn. Làm sinh nhật không có tặng quà là như vàng bạc tiền của gì hết, nhưng mà nó tặng tiền không. Nó làm như bộ mẹ nó ham tiền hay gì không biết nữa. Tiền không à. Dễ mua đúng rồi đó, mẹ thích gì. Rồi cô ơi, nãy giờ vậy cô có nhớ cái ngày sinh nhật của chị không? Nhớ. Ngày bữa mấy quên rồi mới đây nè. Bữa mấy quên rồi mới đây nè. Mới đây nè, hai năm lại. Bây giờ chị làm việc cho cô rồi đó, cô có nhớ sinh nhật chị không? Nhớ mà không có làm cho nó. Mẹ, thằng chồng nó nói: mẹ ơi, bữa nay sinh nhật. Sinh nhật ai? Cái nè, vợ. Không ai mua cái bánh kem đi mẹ. Thôi đi, con muốn sinh nhật cái gì hen. Mà con muốn mẹ tặng cho con cái gì, con đi chợ con mua về đi. Rồi đưa cho mẹ. Cái mẹ để cái bánh kem đó ra mẹ tặng lại cho con. Cái mẹ để cái bánh kem đó ra mẹ tặng lại cho con. Cái nó cười sặc sặc vậy. Vậy chứ sao? Bây giờ không lẽ mình già vậy mình chạy mình đi mua cái bánh sinh nhật rồi mình đi mua vô đồ về tặng. Trời ơi. Sống lại là tự giờ vui quá ha, chưa gì có gì rắc rối hay vậy? Có gì rắc rối chứ, hai mẹ chồng dâu có gì đâu rắc rối. Về chắc cười xuống đâu con hả? Dạ, mẹ nói chuyện như vậy nè chú, về nhà cười vậy đó. Cười nhiều khi, nói nhiều quá cũng mệt đó con hả? Cũng nhưng mà vui chứ. Dạ, con mệt. Vậy là bây giờ chị nghỉ nói nha, nói gì hỏi chị gì đi, chị nghỉ nói luôn đó. Nhiều khi nói nhiều quá nó mệt mình không dám nói đó. Nói chứ gì, coi về nhà chắc không có tiếng của mẹ chắc nhớ lắm con hả? Dạ đúng rồi chú. Ba ở nhà thì ít nói chú, nhưng mà bù lại là mẹ nói chuyện rất là ba nhiều. Ba nói sao lại. Mà thôi chắc thôi chú hiểu tại sao ba cũng ít nói. Dạ. Nhưng mà nói chứ có người này là vui lắm á. Dạ. Đúng không? Sau 3 năm rồi đó, con ở với mẹ rồi con có thấy mẹ có một cái tính gì mà cần thay đổi không? Dạ con thấy bây giờ thì mẹ như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà con thấy mẹ nên quan tâm và lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Tại vì con thấy lúc nào mẹ cũng cái gì mà cần cái gì đó mẹ cũng lo cho con cái, mẹ san sẻ, mẹ cho hết, mẹ không có giữ lại cho mình. Nên là con muốn là bây giờ là mẹ hãy lo cho mình nhiều hơn, bớt lo cho con cái đi. Tại con cái bây giờ cũng lớn rồi, mẹ cũng đủ để lo cho ba mẹ rồi ạ. Nó nói gì đó, hứa với nó đó, gì đó, cái đi. Đó xúc động nữa đó chú. Hứa với nó đi, hứa với nó nữa đi. Hứa nó là mình sẽ lo cho mình đi.
mẹ hứa mẹ không có là không có lo tùm lum nữa vậy. Ủa nhưng mà mẹ lo tùm lum là sao chị, mẹ lo cái gì? Cũng như cái gì mình cũng lo cho mẹ, nó dù em đi đâu hay gì đó là mẹ hỏi chuẩn bị này cho con, chuẩn bị kia cho con, rồi có đồ đạc gì cho con cái gì mẹ cũng lo hết. Hoặc là có món gì á, ví dụ như con ở ngoài lúc trước thì con ở ngoài kia con về á thì mẹ hỏi alo bữa nay hai chồng con có về không, về bây giờ là muốn ăn món gì là mời là mẹ làm. Có bao giờ mẹ làm con xúc động không? Dạ, những cái hành động nãy giờ như con kể là con xúc động rồi đó chú. Dạ chị, nhưng mà cho em hỏi cái hiện tại là sức khỏe của cô chắc ổn rồi hả chị? Bây giờ thì tại vì mẹ bị tiểu đường á chị, nên là cũng là bệnh mãn tính nên là phải uống thuốc hàng ngày á chị. Ăn uống là phải kỹ, hạn chế đường á chú. Đúng rồi. Dạ. Hạn chế đường. Dạ. Đường kiểm tra tốt lắm, khoảng hơn 100-101 à. Mà bệnh 7-8 năm rồi đó. Tại vì bệnh lúc đó là cái thằng con á là nó 2-3 năm nữa mới ra trường. Rồi cái nó ra trường sau 2-3 năm nữa mới cưới. Tại vì nó sửa sẵn mình, sửa sẵn cho học tiếng mình đi đó. Dạ yeah. Nhưng mà con người ta có số con ơi, đi không có được. Được. Đi không có được mới cưới nè. Dạ yeah. Phải đi được. Không. Có nói với nó nghe. Lúc đó xưng bằng bác hai. Bác hai không phải không thương con, nói thẳng với nó luôn. Lúc bị chăm sóc rồi, rồi cũng về nhà chơi 2-3 lần. Nó không phải không thương con, nhưng mà đợi cho thằng Phú nó đi học đi ngon con, nó du học được lên một bậc nữa, rồi về cũng như mình mần có hơi nhiều tiền hơn, rồi hả cưới con. Nó nín thinh nè, không biết cái ý nó làm sao, nó cũng đâu dám trả lời mình. Còn mình tại mình quyết định cho con mình đi mà. Nó muốn chồng nó lấy cưới liền nó đi. Mà nó cũng không dám nói nữa. Mà đi chi là học chi nữa, có qua Hàn Quốc vậy. Mà không nói luôn. Ở đây chồng tiêu có tiền hơn. Trời ơi chồng tiêu cực chết. Ở nhà chồng không, cái thằng đó chưa hai trái tiêu nữa. Không. Thiệt, mướn ta không. Anh đi rủ nó vô đây coi nó đâu rồi. Rồi mời con trai vô đây coi. Đến với chương trình mẹ chồng nàng dâu này, con cũng có món quà để tặng mẹ. Cảm ơn mẹ đẹp qua tặng chăm sóc cho vợ chồng con. Quay qua món quà để tặng em. Em cảm ơn. Cảm ơn em thì đã xem gia đình mình như là gia đình ruột thịt của mình. Em cảm ơn anh. Tặng quà cảm động. Hồi đó giờ mới tặng cho. Mới tặng lần này. Dạ. Mới tặng lần này hả con? Tại vì đó giờ đâu có lên chương trình đâu mà tặng. Không cần phải lên chương trình mới tặng quà. Ở nhà không có, ở nhà mua qua gì cúng kiến không mà không có tặng. Cúng rồi đó, chứ cúng không à. Cúng không vậy đó hả? Cúng không à. Mai mốt hai chồng lâu lâu á, sinh nhật thay vì mua bánh kem với lẩu ha, tặng hoa cho mẹ nữa. Dạ, có hứa dạ. Nói chưa, phụ tặng nữ. Hoa rồi phải tặng tiền nữa. Tiền nữa. Tiền, trời ơi, làm sáng thì mua đồ ăn đó. Dạ. Rồi, cả nhà mình ngồi xuống ha. Dạ. Trời ơi, bữa nay mẹ vui quá trời đất luôn, việc có hoa nữa ha. Nãy cô nói là cô có hai người con trai đúng không cô? Hai người. Là người anh lớn đang ở bên nước ngoài. Nước ngoài mà lao động nha con, chứ không phải nó là quốc tịch nước ngoài. Dạ, nhưng lâu, mà nhưng mà lâu chưa cô? Lâu chưa gặp. Lâu rồi, một lần kỳ đến nó đi 5 năm về, cái hợp đồng lại. Mấy năm mà nó chưa về? Không, mới đây mới 2 năm hả? Tại vì lúc dịch đó chú. Nhớ lúc, không? Nhớ luôn, mà nói chuyện hoài, nó có đứa con rồi. Nó có đứa con khoảng 8 tuổi rồi. Bữa nào nhớ con trai khóc không? Khóc hoài luôn, trời ơi, cấp nó đi khóc. Mà khóc cháu nội là nhiều. Trời ơi, kỳ đó nó về nó ở đâu mấy tháng nha. Tới nó đi, bắt điện thoại lên nói chuyện không được. Khóc quá trời khóc luôn. Giờ coi cái này đi, xong rồi mình nói chuyện tiếp nè. Coi dạ. Cô nhìn. Xin cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cho mình gửi lời chia sẻ đến mẹ. Thưa mẹ, lần gần nhất con về Việt Nam á cũng gần 3 năm rồi. Vì công việc bên đây bận rộn quá, với tình hình dịch bệnh nữa, nên con không có về thăm mẹ được. Con cũng buồn lắm. Sao cái hình giống anh hai vậy? Khi không ở bên cạnh mẹ. Phải không? Chăm sóc mẹ được. Mẹ cũng có tuổi rồi. Vậy hả? Trời ơi, mẹ mang bệnh trong người. Nghe nó nói gì nè. Ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc. Bởi vậy mẹ phải ăn uống thật nhiều vô để có sức khỏe. Mẹ đi đứng cẩn thận chút, chân của mẹ yếu lắm. Con ở xa còn không lo được cho mẹ đâu. Rồi sẵn anh hai cũng nhắc với Úc Phú, anh cảm ơn Úc Phú rất nhiều. Hai vợ chồng em đã thay anh lo lắng cho ba mẹ.
Anh cảm ơn em rất nhiều. Con cảm ơn mẹ rất nhiều đã nuôi dạy chúng con. Con hứa năm tới con dẫn gia đình con về thăm ba mẹ ở bên này, lúc nào con cũng nghĩ đến mẹ, đến gia đình mình. Trai có nhớ anh hai mình không? Dạ có. Mình có nghĩ lúc nào đó gia đình mình sẽ đoàn tụ không? Dạ có. Dạ em thì mong gia đình lúc nào cũng phải vui vẻ hạnh phúc đoàn tụ bên nhau. Có nghĩ rằng lúc nào đó cả nhà mình bàn rồi anh hai làm ăn khấm khá chút rồi đưa cả nhà bên kia về mình đoàn tụ ở đây không? Nó đi lao động rồi nó về hả chú ơi? Chừng nào về? Nó về hoài luôn. Chừng nào nhiều khi còn muốn mần nữa thì mần, hợp đồng nữa mần, còn không ấy thì về luôn cũng được. Mình có mong muốn con trai mình về ở chung với mình luôn không? À mình chưa, mình nói gì nè. Con ơi gái mần đi, con trẻ, mần có tiền bển nhiều hơn bên mình. Rồi cũng thì nó mần nó cũng gửi tiền về, nó cho tiền hoài luôn. Làm công việc gì bên đó? Nó cũng như mần công ty này công ty kia vậy đó. Chứ không có phải chức vụ gì mình đi lao động mà. Thật ra là Linh thấy gia đình này rất là hạnh phúc và yêu thương nhau. Không chỉ có em trai ruột rơi nước mắt nhớ anh, em dâu cũng nhớ anh nữa. Một gia đình quá là yêu thương với nhau luôn. Gần như tất cả mọi người là một hết á. Cô rất là hạnh phúc khi có những người con. Chú ơi, con có một cái món quà con muốn tặng cho mẹ. Vậy đó hả? Có quà nữa kìa, có quà nữa kìa. Đây chị, chị để đây chị. Con biết mẹ là lúc trước mẹ con mình cũng đi siêu thị, con thấy mẹ cũng có để ý thích cái túi xách, nhưng mà con biết là mẹ cũng tiết kiệm tiền nên mẹ không có mua. Nhưng mà ngay chương trình này thì con cũng muốn tặng cho mẹ cái túi sắm. Thôi mẹ cảm ơn con nha. Phải cái túi mà hôm đó mình thích không? Thích. Rồi cái bữa đó đi siêu thị, rồi cái có đi đám cưới nó nghe, gần cái bà đó cũng mặc áo dài, mình cũng mặc áo dài. Cái về mình vô tình nói thôi, mẹ thấy cái bà đó bỏ quẩy cái túi bự hơn của mẹ, mẹ cái túi nhỏ hơn. Thì nói vậy thôi. Đẹp quá, đẹp quá. Còn thôi bây giờ nó tặng mình nhận luôn. Không biết là hai vợ chồng mình còn điều gì muốn nói với mẹ nữa không? Dạ, bây giờ thì con cũng như anh hai nãy có nói á, là bây giờ là con chỉ mong là ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe để sống vui vẻ với con cháu thôi. Dạ, hai chồng con thì có thể là năm tới sẽ cho bé. Không có, điều mong muốn nhất là vậy thôi, đặng giữ. Ở nhà không có ai chứ. Không có ai giữ. Trời ơi, có thằng cháu nội đó mà nó đi rồi, trời ơi, ta nói điện thoại về khóc quá trời khóc luôn. Khóc cầm không được luôn, nó khóc nói chuyện không được. Đừng làm áp lực cho hai nhỏ từ nghiệp đó nha. Không, không. Nó đẻ được đẻ thôi. Đẻ, đẻ đi. Bởi vì lên đây rồi mình mới nói gì chứ nhà cũng không có la nữa. Không có la là con phải sanh. Thôi, gia đình mãi mãi gặp tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc và bình an nha. Dạ, con cảm ơn. Chị cũng cầu chúc chú nha. Khỏe mạnh, sức khỏe có dồi dào, hai người nghe đặng lên chương trình hoài. Đặng có gì đặng kêu ghéo chị lên. Dạ nhưng phải coi, phải coi. Nói mời thì nói quá đi, nói kêu ghéo đi, nói vậy chứ phải có sầu riêng. Ừ, chị này ấy đi, tao mùi gì thì tao tặng cái này. Nói thiệt luôn, đại tình cảm mà. Cảm ơn. Đúng rồi. Khi đó là quá hay à, chị mơ gì? Xin tâm liên, chị cô biết đúng không? Xin tâm liên, xin tâm liên. Xin tâm liên, chị cô biết. Ê, xin tâm liên có hộp gói lẻ à nha. Hộp hết rồi còn lẻ. Uống cũng được lắm á. Bây giờ là chị không có bao bì, chất lượng lắm. Bây giờ là khó quá. Cuộc sống khó quá, xô khó quá. Tết tới bây giờ là chỉ có một xô quay gõ cửa thăm nhà thôi. Thế qua rồi. Bây giờ là ra là coi như là xin xin mà chế này cho đi làm bán thuốc.
Đâu có làm gì đâu mà không nói luôn mà. Rồi thôi. Dầu đã lắm. Sướng lắm. Trời sướng. Này. Bị cô biết chưa? Trời ơi. Chưa bị đặt đá. Anh dính nè. Trời ơi, đứng trong nó sướng. Ủa, anh vui sao nó sướng. Trời ơi, ủa vui lắm. Tao bị mất mùi 5 ngày. Ăn ăn giống như nhai nhai bao cao su. Ủa, nhai cao su vậy á. Cái nào cũng đụng nhau hết. Em mới nghe cái gì đó. Ăn giống như ăn cao su vậy đó. Ê, gửi mấy clip cho Quân nha. Để cho nó dựng. Ăn cái gì cũng không đến mùi, không biết ngon hay là ăn. Cái nào thì cái nào. Mà anh bị xong á, anh vừa stream xong là bị dính Covid liền. Ôi, anh mừng nhớ sao mừng. Chưa thấy ai mà dính Covid mà mừng như tôi. Mình mừng là bởi vì sau khi mình dính rồi là giống như mình bất tử vậy đó. Chích 4 mũi rồi, bị Covid rồi. Tức là bây giờ là mình đi làm, thật sự là cũng có bảo vệ. Cũng có bảo vệ, cũng đeo khẩu trang. Nhưng mà mình bị rồi, xui lắm mới bị lại. Mà có bị lại cũng không sợ luôn. Covid có gì đâu mà sợ. Uống thuốc, nghỉ ngơi, tập thể dục, đặc biệt là tập hít thở nha, hít thở. À, có những người hậu Covid á, thì sẽ bị rụng tóc nè, bị sạm da nè, và đặc biệt là rối loạn nhịp thở. À, đi lên thang lầu, đi lên lầu 1, lầu 2 là bắt đầu thở, thở khí thế luôn. Cho nên chính vì vậy là mình ghen mấy người bạn mà bác sĩ của mình, những người bạn tuyến đầu đi chữa cho người ta mà cũng bị. Đấy chân ơi. Chỗ mẹ già. Trời ơi người ta ăn gì để che giữa ban ngày. Khi nào quay á? Bảy lúa. Bảy nó bệt. Bệt con té ra rồi. Chửi tụi nó. Xong tới hết cái lúc đó là cắt vô. Mấy bắp. Mấy này bắp. Cái máy này của bắp. À, cho anh cái cây đê lai ra nằm ngay đây luôn đi. Cây đê lai kia ngủ ra thay vị trí cái đi này. Ủa mà có mình đánh vô này à. Đây ngay đây luôn. Đánh đây, đánh với hai người luôn. Thành Thành ấy. Ok rồi, ok rồi. Các bạn sẵn sót ơi. Hello Nam Duy. Hello. Em lên khu văn phòng em dẫn. Này anh Duy làm đại diện tiếp không anh Duy? Nói chương trình gì vậy anh Duy? Khách má đạo. Ồ. Hôm nay chúng ta sẽ quay mấy số anh gì hả? À, đá ơi, lúc đầu là chưa thấy hai đứa nhỏ nha đá. Lúc đầu cũng lấy mình lấy cái gió. Thưa anh Thái. Châu cũng lấy cái chung cộng của ông kia. Rồi anh Thái cứ bắt chung hai người cái hồi. Rồi một hồi khi bà bước về mình mới rút ra là mình thấy hai đứa này ở đây. À Kế ơi, cho anh xin hai cái gì trên đây, đó đẹp đẹp ơi. Làm sao là hai đứa kia có phải không? Trời ơi, nhanh nhanh nhá. Bếp ngồi một bên, đi Di ngồi một bên. Hai cái bình ngoài không? Bếp ngồi một bên, đi Di ngồi một bên. Bên đây nè. Mọi đứa bạn. Đâu có dùng từ, nó một tí xuống. Không một tí luôn. Trời, đợi. Anh Thái giờ vợ ông Thành quá sao nên mặc sọt đi luôn. Từ khi mà đi quay quay ngoài là vậy á. Em mới bụi như Quỳnh. Có cái cây tóc đúng không? Cầm. Chết rồi, hot boy của Hồng Kỹ Thuật là bây giờ rồi. Trời Ngân dễ thương ghê luôn Ngân. Cảm ơn. Cảm ơn cực kỳ luôn. Trời mấy người ta đang quay chui ra. Đưa mặt ra tỉnh bường. Không đưa mặt không đâu. Không đưa, nãy cầm tay vậy nè đó. Chết chưa, nhìn cái cảnh gà. Công ty mình mấy bé giờ đến cái thường mà có thể mấy em đầu đứng ra cái mặt. Nè, đây nè, đây nè. Cái bắt đầu à. Cái mấy này là có cái máy lớn hơn. Có mới hơn. Đó, chết rồi chuẩn bị đâu rồi. Thôi, quay quay. Quay quay. Hay đi cầm những con hay đi cầm mới. Rồi nhưng mà đó được đâu. Không biết đâu. Nhá là mình đang làm trên đâu còn mấy chuyện. Giờ xe nè nè. Rồi lúc mà lấy mấy giờ quay á thì chưa bao giờ viết thư cho anh đọc.
Thuốc à? Nhớ được quá. Nhớ được quá. Dừa không ạ? Dừa, chắc là dừa. Nói nắp lên đó kìa. Trời, tại vì cái này bị hai cái tiếng. Cất luôn đi ạ. Cái này là gì hả Vàng? Cái này hả? Cái này đó là một cái nút bấm bơm tử. Mời kìa. Sau này có chuyện gì nổ ra là tại nút bấm này chú Dân đó. Chú Dân mở ra cái là mình là tại chú hết. Bỏ cái tám luôn đi kìa. Rồi. Không, không, bên mình á, bên mình là phòng nào sản xuất? Phòng em ạ. À. Phòng em là phòng nào? Phòng 2 ạ. À. Phòng 2. Bình thường anh hay làm việc phòng phim. À. Hôm nay thì anh làm việc phòng 2. Xin mời Dân Vàng lên xem. Ủa? Trời ơi, chú sao vậy? Bệnh đất này là chú. Trời ơi, trời coi đất này gì hả? Trời ơi, đi coi đất này, sắp mua là vậy, đất này nè. Ở phía trước là mỏ con trâu, ở phía sau là mà lao cục điện của mình cho con. Ủa là lát đi quay luôn chung đúng không? Ở set này hả? À là bên dựng ngoài hả? Khi nào có báo vậy? Chưa, mới dựng mà bữa nay mới dựng tập 1, đang dựng tập 1 của anh á. À, và lời đầu tiên xin chào quý vị khán giả và... Ý là mình chào mọi người. Chào mọi người. Bấm lại không? À, đầu tiên xin chào tất cả quý vị khán giả xem đài và mọi người. Thì mình tên là Trần Anh Dũng, năm nay 31 tuổi. Công việc hiện tại là nhạc công. Đến với chương trình hôm nay thì mình cũng rất muốn là tìm được một nửa của mình. Thì nếu mà không tìm được thì mình vẫn có thể là kiếm được thêm một người bạn chân thành và đầy ý nghĩa. Rồi cảm xúc của em thì hôm nay kêu đến đây thì thấy như thế nào? Cảm xúc em hôm nay hả? Thì nói chung là rất là hồi hộp và cũng rất là vui khi đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình này đến từ đăng ký hay là bạn bè đăng ký cho mình? Dạ, chương trình này có một người bạn giới thiệu để em đăng ký. Rồi, bây giờ trước khi ghi hình đi, em có muốn gửi một cái lời biết mà người đó đến cho bạn nữ tham gia ghi hình không? À, cái lời mình muốn nói thì rất là đơn giản là thì hiện tại là mình cũng đã tính nói gì nữa. Có cắt rồi quay lại được không anh? Giờ không biết nói gì ta. Rồi cứ như là giống như là bây giờ bạn đang chưa gặp mà em cũng muốn gửi lại gì đó, lời khuyên gì đó hay là nhắc nhủ gì đó. À, lại lại. À, lời đầu tiên em muốn nói tới khi mà đến với chương trình hôm nay thì em mình cứ thật lòng, thẳng thắn và chia sẻ tất cả những gì trong cuộc sống. Thí dụ mình có thêm một người bạn hoặc là mình có thể là kiếm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Cho bây giờ em nói một lời kêu gọi các bạn khán giả theo dõi thì là đăng ký thì đến với chương trình này thì mình cũng thấy là nó là một chương trình ý nghĩa và đầy thực tế để mà có thể là ghép đôi và kiếm được một nửa yêu thương. Thì mong tất cả những cái bạn mà chưa có kiếm được thì có thể là mình tham gia đăng ký tham gia chương trình ngay và liền để có thể là có một bờ vai, một vòng tay, có thể là yêu thương trong cái
quãng đường còn lại sau này. Mình đi làm mình sẽ xa đăng cái này hơn. Đây, lucky ha. Dạ. Lucky gọi là good luck to you. Dạ. Good luck ha. Không thì tụi mình xa đăng không thôi. Bóng lên cho nó được có bay chữ, bay màu. Oh my god. Dạ, ghê chưa, sợ chưa? Sợ chưa? Này. Đó đó. Hai, không. Hai. Kỷ niệm 2 đô luôn trong đó luôn. Ồ.
tính ra nơi tầm lời nhất. Phải cỡ này. Rồi. Không số hên mới được cái này, nhầm người cũng mấy mà đâu có được đâu. Đây là cảm xúc. Thôi đi. Tất cả là thuộc về cảm xúc. Bạn bự gấp đôi bạn được 2 tờ, bạn bự gấp 3 mình không được. Ok, coi chừng bể, cái này là chết. Kim tâm. Kim tâm. Kim tâm dễ mà tâm. Ấy ấy quay cái ngọc qua thôi. Điều dầu. 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 Đó, trời ơi, Tâm ơi, thấy chưa? Chị có thể lấy rồi, đó, đem cái này về chân. Dạ. Ôi, xúc động, xúc động. Rất xúc động. Đây ơi, bỏ vô chị. Bỏ vô chị, Ngọc dữ dằn đó, của vị đại sư lớn đó. Lớn đeo thỉnh cho Ngọc Sơn nằm ngồi trên cái ghế ngay bàn đó. Ồ, giờ nãy em thấy đúng rồi đó. Hả? Hồi nãy em nhớ đúng rồi. Nhớ đúng không? Đúng không? Anh em quay chụp cái hình cái bàn đó, ngồi cái ngồi trên đó. Ra liền. Đưa dao hồn của tôi cho các bạn. Ồ, cảm ơn. Chị với chương trình này đẹp đối mặt.